Nhà chỉ có hai người già. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, cả đời ta làm lụng vất vả để lo cho gia đình và nuôi dạy con cái khôn lớn. Thời gian vút qua thật nhanh, ngoảnh lại đã tuổi xế chiều. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn hai ông bà già trong căn nhà sớm tối có nhau. Hôm nay các bạn hãy cùng nghe những câu chuyện tuổi già có bóng hình của chúng ta trong đó. Câu chuyện thứ nhất, nhà chỉ còn hai người già hù hỉ có nhau. Ông đã 78 tuổi, bà 70 tuổi. Lúc này ông bị lẫn, làm gì cũng chậm và sai sót. Bà vẫn khỏe, nhưng bắt đầu cảm thấy khó chịu, bực bội hay cằn nhằn chê trách ông đủ điều. Tâm sự với hàng xóm, bà nhận được lời khuyên như sau. Nhà chỉ còn có hai người già thôi mà. Sáng đi ra cũng gặp ông, chiều đi vô cũng là bà, có ai khác đâu. Chỉ có hai đứa con gái thì nó phải lo cho chồng, ba thằng con trai thì lo cho vợ. Chị chỉ còn duy nhất thằng con trai già này mà thôi. Bây giờ chị có giận, có chửi, có buồn chán nó cũng không có bỏ chị. Chứ ba thằng con trai kia nó bên vợ và sẵn sàng bỏ chị để theo vợ nó. Còn cái thằng con trai già này nó sẽ không bao giờ rời xa chị. Bởi vì chị biết sao không? Vì cha mẹ, anh em của nó không còn nữa. Nó chỉ còn có chị. Nó thương chị mấy chục năm, bỏ cha bỏ mẹ mà theo chị sống. Giờ chị có khó khăn phiền trách cỡ nào, nó cũng nhường nhịn chị hết. Chị ơi, có trước thì có sau. Mấy mươi năm anh lo cho chị, thì bây giờ anh già yếu rồi. Chị nghĩ đi, anh mà nằm xuống, thì thử hỏi ba thằng con trai chị gom lại, có lo cho chị được bằng anh ấy đâu. Lúc đó rồi chị buồn, chị nhớ anh, chị tiếc. Vợ chồng già hù hỉ có nhau, hy sinh cho nhau, vui buồn sẻ chia cùng nhau. Bà về nhà không cằn nhằn ông nữa. Mấy hôm bà bệnh, ông chăm sóc cho bà rất chu đáo. Nhìn thấy ông ngồi ăn cơm một mình, nhớ lại hồi nào hai vợ chồng cùng ngồi ăn chung. Rồi bây giờ mình đau nằm một chỗ, ông ngồi ăn cơm có mình. Bà rớt nước mắt, thương ông quá đỗi. Câu chuyện thứ hai, nhà chỉ có hai người già nên thấy sống vì nhau. Đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Niềm vui của họ là cùng nhau chăm sóc cái vườn nhỏ trồng hoa hồng. Ông cụ chăm sóc vườn rất cẩn thận. Những bông hoa đẹp nhất sẽ được hái để bà cụ cắm qua sở thích lâu nay của bà. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Vị khách nào đến chơi cũng được tặng một đóa hồng tuyệt đẹp mang về. Mùa xuân năm đó, ông cụ qua đời. Tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói: chúng con biết mẹ rất thích trồng hoa hồng, vậy chúng con sẽ thay cha chăm sóc vườn hoa cho mẹ. Người mẹ mỉm cười: cảm ơn, nhưng các con không cần phải làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích hoa hồng, nhưng vì cha các con thích trồng hoa nên mẹ mới làm như thế. Những người con thật ngỡ ngàng vì trước khi cha mất, ông đã từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng hoa hồng. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài cắm hoa. Một câu chuyện vui về tình yêu đẹp của đôi vợ chồng già dành cho nhau trong những năm cuối đời. Nhà chỉ có hai người, họ đã sống cả đời vì nhau và sẵn sàng chấp nhận làm điều mình không thích chỉ vì muốn bạn đời vui lòng. Câu chuyện thứ ba, nhà chỉ có hai người, hãy dành hết tình thương cho nhau. Một cặp vợ chồng già không có con. Lạ một điều, chưa bao giờ ông bà cảm thấy buồn vì nhà thiếu vắng tiếng trẻ bi bô như người ta vẫn thường nói. Họ có một mảnh vườn nhỏ để cùng nhau chăm sóc. Dù không con cái, nhưng ông bà rất thích trẻ con và hay được trẻ con vây quanh. Với bạn bè, ông bà thường kiên nhẫn lắng nghe những thành tựu, những lo âu, những mệt nhọc khi họ chăm sóc con cái của mình. Xóm giềng xung quanh biết ông bà không có con,
nên rất ít ai thắc mắc và hỏi tại sao. Nhà chỉ có hai người già thôi mà. Với những người thân thiết, ông bà vui vẻ nói, mình không có con, để mọi người tự nhiên chia sẻ những hạnh phúc về con cái của mình. Ông bà chưa bao giờ có cái cảm giác thua kém, hay cuộc sống của mình không được trọn vẹn khi nhìn thấy bạn bè nói về con cái của họ. Vài người ái ngại hỏi rằng, không con cái, mai này về già ai chăm? Vợ chồng tôi không sợ điều này, vì bao năm nay, mình tự chăm sóc cho nhau được, thì khi về già, chúng tôi sẽ có cách để thích nghi với cuộc sống. Mình không trồng cây, không mong chờ đến ngày hái quả, thì chúng tôi sẽ không hụt thẫn khi về già. Được hỏi là có buồn không khi chỉ có hai vợ chồng chung sống với nhau, ông nói, tôi không có con, nên tôi không thể nào hiểu được niềm vui hay hạnh phúc của những người làm cha mẹ, bồng bế chăm bẵm con cái trên tay. Ngược lại, người không có con không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc của việc không vướng bận về con cái và được sống tự do theo ý của mình. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Có lẽ vì không vướng bận con cái, chúng tôi dành toàn bộ thời gian và tình yêu cho nhau. Câu chuyện thứ tư, nhà chỉ có hai người, xin hãy trân trọng nhau. Ông đã 90 tuổi và vợ 80 tuổi, chung sống với nhau tại một viện dưỡng lão. Cặp vợ chồng già này đã trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời. Cho đến giờ, vẫn luôn chăm sóc và quan tâm với nhau như thời còn son sắc, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ông bà có 4 người con, và họ cũng muốn đón ông bà về chung sống. Kinh tế khá giả, nên ông bà chọn cách vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già. Không muốn làm phiền đến các con, và được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe. Cùng làm bạn với những người già khác trong viện dưỡng lão, thỉnh thoảng những người con cũng vào thăm bố mẹ. Những phút giây gặp gỡ các con, các cháu cũng làm họ vui suốt cả tuần. Họ xem viện dưỡng lão như nhà của mình, một căn nhà chung có nhiều người già, một căn nhà riêng chỉ có hai vợ chồng già chúng tôi. Bà không ngại khi bày tỏ tình cảm của mình và sẵn sàng nói tôi yêu ông ấy lắm. Bà thuộc hết từng sở thích của chồng bà, như thích chụp ảnh, viết văn, đánh đàn và làm từ thiện. Hai ông bà đã sống ở đây được vài năm. Mỗi khi tới giờ ăn, họ lại gọi nhau cùng đi ăn. Khi một trong hai người có vấn đề về sức khỏe, là người kia lo lắng, hết lòng chăm sóc cho nhau. Nhìn cách ông bà chăm sóc nhau, ta hiểu hết câu nói răng long đầu bạc mà các cụ ta thường nói. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua bao gian khó và luôn dành sự trân trọng cho nhau, nên cuộc sống dù ở tuổi nào vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Câu chuyện thứ năm, nhà chỉ có hai người, xin đừng oán giận nhau. Hai vợ chồng vào khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư xin ly hôn. Vị luật sư ngạc nhiên không hiểu vì sao sống chung 40 năm đến 70 tuổi mà vẫn còn muốn ly hôn. Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng già này luôn hục hặc và cãi nhau. Họ chịu đựng được như vậy là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn và có gia đình riêng, vợ chồng già không còn điều gì lo lắng nữa. Họ muốn tự do sau những năm tháng không hạnh phúc, đồng ý ly hôn và tiến hành các thủ tục. Cụ bà vừa ký và nói, tôi thực sự rất yêu ông ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi xin lỗi. Không sao cả, tôi hiểu, cụ ông nói. Bữa ăn cuối cùng, trên bàn ăn cụ ông đều chiều chuộng và biết rõ sở thích ăn uống của bà. Còn bà thì biết rõ tính cách của ông. Họ hiểu nhau từng chút một, nhưng vẫn quyết định chia tay nhau. Nhà chỉ có hai người già, chia tay rồi sẽ sống như thế nào đây? Lấy ai chăm sóc khi tối lửa tắt đèn, khi ốm đau bệnh tật? Con cái ở xa không trông chờ vào chúng được. Ông buồn phiền, bà thì phiền muộn. Vì sao lại xảy ra như thế? Sống cùng nhau dù trái tính trái nết, cự cãi cho vui nhà vui cửa, chứ có chuyện gì to tát lắm đâu mà phải chia tay nhau. Chia tay nhau rồi thì buồn lắm. Tối hôm đó họ đều chằn chọc không ngủ. Ông vẫn yêu thương, bà muốn quay lại và nói lời xin lỗi. Ông gọi điện tiếng chuông reo vang, bà cụ vẫn nằm thao thức. Bà rất thương ông,
nhưng nghĩ rằng ông không hiểu bà và mặc cho chuông reo vang. Bà không muốn ngắt máy vì biết đó chính là ông gọi. Nhưng bà không nhớ là ông bị đau tim. Sáng hôm sau bà nhận được tin là ông đã mất. Bà lao đến nhìn thấy ông nằm trên giường, tay giữ chặt chiếc điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim khi cố gọi cho bà. Nước mắt tuôn rơi. Bà cảm thấy thương ông hơn bao giờ hết, hối hận và muốn nói lời xin lỗi. Nhưng ông đã không còn có thể nghe được nữa rồi. Họ muốn chia tay nhau và bây giờ đã thực sự mất nhau vĩnh viễn, không bao giờ có cơ hội để quay trở lại. Câu chuyện thứ 6. Nhà chỉ có hai người già, hãy tha thứ cho nhau. Ông bỏ bà mà đi nước ngoài. Lúc ấy họ đã có 6 đứa con. Một mình bà trèo trống nuôi con bằng đồng lương giáo viên còm cõi. Một thời gian, ông hưu trí và trở về nước. Cuối đời ông sống cô độc, không còn ai bên cạnh, muốn ở lại Việt Nam để sống. Những ngày tháng cuối cùng ông đến thăm bà và các con, nhưng không được chấp nhận. Sự căm hận trong lòng bà vẫn còn đó. Sự có mặt của ông làm khơi thêm nỗi đau đằng đẵng bao nhiêu năm nuôi con một mình. Ông hiểu điều đó, biết mình có lỗi là phụ bạc vợ con và muốn bù đắp, nhưng chỉ nhận lại được sự xa lánh và thù hận. Thời gian ở Việt Nam, ông thuê nhà trọ ở và tự ăn uống sinh hoạt một mình ở tuổi 80. Nhìn ông sống trong cô đơn tàn tạ, ai cũng nghĩ rằng ông rất nghèo khổ và đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Lúc sức khỏe suy yếu, một mình không ai chăm sóc, ông mong muốn được nương náu vào chùa để nghe kinh niệm Phật, ngủ một giấc mà ra đi thật nhanh. Rồi ông quyết định vào sống trong trại dưỡng lão. Lúc sắp chết, ông trăng trối qua điện thoại: "Tôi đã biết lỗi và xin bà tha thứ. Tôi sắp ra đi mãi mãi, không thể gặp lại bà và các con nữa. Bà có đồng ý tha thứ cho tôi không?" Bên kia đầu dây bà cũng nằm bất động vì bệnh nặng, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Khi nghe lời ông nói, bà đã khóc và khẽ gật đầu. Thế là ông ra đi trong thanh thản. Những ngày sau bà cứ nằm đấy mà khóc mãi trong lòng căm giận ông. Nhưng khi biết ông không còn trên cõi đời này nữa, bà cảm thấy ngậm ngùi thương xót. Ông chết để lại một số tiền mà ông đã dành dụm cả đời gửi trong ngân hàng. Ông viết di chúc gửi hết cho bà, với mong muốn con cái dùng số tiền này để chăm sóc cho bà đến cuối cuộc đời. Và bà đã sống được đến hơn 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, cũng nhờ vào những đồng tiền đó. Câu chuyện thứ 7. Nhà chỉ có hai người, hãy sống vì ân vì nghĩa. Ông 80 tuổi, bà 76 tuổi, sống với nhau đã 58 năm. Tình yêu của ông bà thật xúc động, đúng là con trăm cha ngàn lần không bằng bà trăm. Ông bà sống với nhau gần hết cả cuộc đời, có ai hiểu nhau bằng người bạn đời của mình. Có những thứ mất đi rồi không bao giờ trở lại được. Nhà chỉ có hai người, không chăm sóc lo cho nhau thì ai lo. Bà bệnh nặng, ông đưa bà hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhiều lần tưởng bà đã không qua khỏi, con cháu không ai dám khóc vì sợ ông lo lắng. Gần một tháng trời khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bà bao giờ cũng là: "Ông có mệt không? Ông đã ăn gì chưa? Ông cố lên nhé. Ông đã quá khó nhọc về tôi rồi." Có lúc bà bớt mệt, ông tranh thủ về qua nhà. Ông mới về được khoảng vài tiếng mà bà phải hỏi đến 5-6 lần: "Cha các con đâu? Cha các con đã lên chưa?" Người con bảo rằng: "Cha con sắp lên rồi. Mẹ nhớ cha lắm phải không?" Bà gật đầu. Tình cảm phải thật, phải trân trọng. Gần 60 năm bên nhau họ vẫn yêu nhau như thế. Gần một tháng trời bà nằm viện, ông không rời nửa bước. Con cái bắt về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất được nghe từ ông là: "Chỉ cần mẹ con còn sống, còn đau yếu thế nào cha cũng hầu được, vất vả thế nào cha cũng chịu được." Đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì và mong gì. Là khi tay này có lạnh có run thì vẫn đầy hơi ấm của bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần cây gậy chống thì tốt nhất luôn là một người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được
thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình. Chuyện nhà chỉ có hai người già, có hình bóng chúng ta trong đó phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn bình an trong cuộc sống. Tuổi 70 ta còn bao nhiêu thời gian? Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã sống được bao nhiêu năm cuộc đời? Đây là câu hỏi quá dễ ai cũng trả lời được. Vậy bạn còn bao nhiêu thời gian nữa để sống? Là câu hỏi mà không ai có thể trả lời được. Đến tuổi 70 bạn còn làm được gì? Chắc hẳn đến tuổi này rồi thì người bạn thân thiết nhất của chúng ta không ai khác là thời gian. Hàng ngày hàng giờ chúng ta cứ đếm thời gian trôi qua vô ích, hay chúng ta sẽ vạch ra những dự định và cố gắng hoàn tất nó. Bạn luôn đặt ra câu hỏi bạn sẽ làm gì ở giai đoạn cuối đời này. Hãy tự quyết định vì đó là cuộc đời của bạn. Thời gian không bao giờ có bản sao thứ hai trong cuộc đời. Vì thời gian chính là mạng sống, là quà tặng mà bạn phải biết trân trọng và sử dụng một cách hợp lý. Thế thì xin hỏi bạn đã dành bao nhiêu thời gian trong một ngày để giận dữ, để căng thẳng, buồn chán và không hạnh phúc? Bao nhiêu thời gian bạn dành cho việc kết nối với những người thân yêu, với sự vui vẻ và an lạc? Người trẻ thường nói, tôi không có thời gian, nhưng đa số các bạn đã sử dụng thời gian vào những chuyện vô bổ. Nó đã và đang dư thừa một cách vô nghĩa đấy. Người già hay nói, tôi có nhiều thời gian và tôi không biết phải làm gì. Thời gian là vô giá. Chính nhịp sống vội vã, bạn đã để vụt mất đi những phút giây dành cho bản thân, cho gia đình và những giá trị khác trong cuộc sống của mình. Đã từng khi nào bạn nghĩ rằng nên chậm lại một chút, sống trọn từng phút giây và cảm nhận sự hiện hữu của vạn vật trong từng khoảnh khắc? Bạn sẽ nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao vẻ đẹp của cuộc đời trong những năm tháng chạy đua với thời gian. Lòng tham con người là vô đáy, cũng là cội nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này. Tất cả chúng ta ai cũng khao khát một vẻ đẹp vĩnh cửu, một cuộc đời luôn hạnh phúc, một tuổi thọ kéo dài. Ta lại thường chúc nhau trăm năm hạnh phúc, trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng người ta lại quên đi một điều rằng vạn vật trên thế gian là hữu hạn. Mong muốn mọi thứ kéo dài vĩnh viễn là điều không thể. Hiểu được đạo lý này, bạn sẽ cảm thấy an yên hơn trong cuộc sống của mình. Chấp nhận quy luật của thời gian và tận hưởng những điều gần gũi bình dị xung quanh mình một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Thời gian gắn liền với sự vô thường của thế giới. Thế giới biến ảo giống như một ngôi sao mờ dần buổi bình minh. Một chiếc lá trên dòng sông, một ánh chớp trong đám mây hè, một ngọn đèn le lói, một bóng hình, một giấc mộng. Buổi tối, nửa đêm hay sáng mai cũng chỉ còn là ảo ảnh. Buổi tối nghe gà gáy sáng, nửa đêm thấy mặt trời soi. Bạn giật mình nhìn lại một ngày đã trôi qua thật nhanh. Cuộc sống đi liền với những lo toan và phiền não phải không bạn? Thế là bạn luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của chính mình và lo lắng quá nhiều. Ngày mai không biết mọi thứ sẽ đi về đâu hay chuyện gì sẽ xảy đến. Chính vì lẽ đó bạn đã đánh mất đi biết bao cơ hội để trải nghiệm hiện tại, được làm những thứ mình thích và ở cạnh những người mình yêu thương. Cuộc sống khiến bạn sống nhanh, sống vội, sống ảo, để rồi không còn thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ nhất của cuộc đời. Đôi khi để đạt được sự bình an thư thái, chỉ cần bạn đưa ý thức của bản thân về hiện tại, bước đi chậm hơn, ngắm nhìn xung quanh với tâm trạng rạng rỡ, cũng đủ để lòng thấy bình yên hơn mà tiếp tục hành trình cuộc sống. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, dù là bạn bao nhiêu tuổi cũng thế. Hãy đón nhận điều đó bằng sự cởi mở và niềm hân hoan. Bạn biết ơn rằng mình vẫn còn tồn tại để có thể tận hưởng thời gian cùng những phút giây bất ngờ của ngày mới. Chỉ cần bạn còn sống và khỏe mạnh, mọi thứ đều nằm trong khả năng của bạn. Mỗi sáng thức dậy, bạn mỉm cười tươi tỉnh và luôn lạc quan, thì một ngày với 24 giờ mới mẻ đang ở trước mắt của bạn.
hãy sống trọn vẹn cho từng phút giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn từ bi. Cuộc sống đặt ra cho bạn rất nhiều gian nan để thử thách. Song liệu bạn có xứng đáng để đạt được hạnh phúc hay không? Khi đối diện với bất kỳ khó khăn nào, đừng vội buông xuôi và hãy xem đó là một cơ hội để bản thân học hỏi và trải nghiệm. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu bạn hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, bạn sẽ chịu đựng được những khó khăn của ngày hôm nay. Con người không là chủ nhân của thời gian và không bao giờ hiểu được luật chơi của nó. Bởi thời gian có thể lấy đi những gì chúng ta trân trọng nhất bất cứ lúc nào. Nếu bạn yêu ai đó, nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ, thì đó không phải là thứ tình yêu thực sự. Thế nên nếu bạn thực sự yêu một ai đó, hãy trân trọng và yêu thương họ trong từng khoảnh khắc. Hãy ở bên họ nhiều nhất có thể, bởi bạn đâu biết rằng họ có thể ra đi ở những lúc bạn không ngờ tới. Món quà quý giá nhất mà bạn có thể mang đến cho người khác chính là tình yêu thương. Khi bạn mang đến yêu thương, bạn sẽ nhận lại thương yêu. Có người thường chủ quan với sức khỏe của mình. Lúc trẻ thì xem thường, về già thì lơ là, để rồi những lúc bệnh tật ập đến bất ngờ, cũng đã quá muộn màng để thức tỉnh. Hãy lắng nghe bản thân mình và yêu thương chăm sóc nó. Bởi cơ thể của bạn là ngôi nhà vững chắc, là nơi trú ngụ của sức khỏe và trí tuệ, giúp bạn bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống. Về già bạn cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn phù hợp. Nó sẽ giúp bạn phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. 70 tuổi ta còn bao nhiêu thời gian? Thời gian qua lấy đi sức khỏe và tuổi tác, nhưng cũng để lại cho bạn những sứ mệnh cao cả để hoàn thành. Đó là đạo làm cha mẹ, sứ mệnh thiêng liêng của mỗi chúng ta khi lựa chọn đón những đứa trẻ đến với thế giới này. Làm cha mẹ là một công việc cao cả, là bài học trọn đời. Đạo nghĩa vợ chồng trong hàng vạn đạo nghĩa, đạo sâu đậm nhất là đạo vợ chồng. Tình cảm vợ chồng rất sâu nặng, đó là sự thủy chung duy nhất. Sống gửi thịt, chết gửi xương. Vợ chồng sống với nhau không chỉ vì tình, mà còn vì ân, vì nghĩa. Theo thời gian tình có thể nhạt, nhưng nghĩa thì càng ngày càng sâu đậm. Đạo làm con làm người thì dễ, nhưng để sống theo đúng đạo thì không phải là điều đơn giản. Bạn được sinh ra lớn lên và thành đạt là nhờ công ơn của cha mẹ. Chính vì thế để trở thành một con người tốt, thì trước tiên ta phải sống đúng đạo làm con. Đạo làm người lấy phúc làm đầu, phúc hậu đối đãi hòa nhã với mọi người. Lấy lương tâm làm thước đo của một người tốt, lấy chữ tín răn dạy mình không dối trá, thất hẹn với người khác. Lấy khoan dung để mở lòng, nhìn thoáng rộng để sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm, để xáo hóa cái sai bằng tấm lòng. Lấy thành thật để giữ tâm, làm người ngay thẳng chính trực. Lấy khiêm tốn làm chuẩn, không ngừng tu dưỡng, luôn kính trên nhường dưới, khiêm tốn giữ mình. Lấy chính trực làm tâm điểm, không xu nịnh, thẳng thắn nhìn vào sự thật, đấu tranh vì sự công bằng. Lấy kiên trì làm nền tảng. Cuộc sống có gặp nhiều khó khăn thì cũng cần có sự kiên trì, dũng cảm đối mặt, không nao núng. Đạo trời không thiên vị ai, luôn giúp đỡ cho người thiện lương. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Trong tự nhiên, ngay cả những việc khó khăn nhất cũng có thể thực hiện theo cách dễ dàng. Việc lớn thành tựu từ những hành động nhỏ hơn. Người khôn ngoan đạt được những thành tựu vĩ đại là nhờ biết chia nhỏ những hành động của mình. Cây lớn sinh ra từ một cây mầm nhỏ. Tháp cao 9 tầng khởi đầu từ một sọt đất. Đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Cuộc sống của bạn không được tạo nên chỉ để đóng kín trên chính mình. Cuộc sống ấy có mục đích đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết, vượt qua ngàn vạn khó khăn, để học cách biết trân quý bản thân, thấy vinh dự và ý nghĩa với chính mình. Thời gian nào có chờ ai, đường đời bước ngắn bước dài tới nơi. 70 là tuổi ăn chơi, sáng trưa chiều tối hết ngồi lại đi. 70 là tuổi đến thì, rất yêu bác sĩ bảo gì cũng nghe. 70 tuổi thích bạn bè,
liền anh liền chị buôn lê đường dài. 70 tuổi đã thành tài, được con bổ nhiệm trông vài nhân viên. 70 là tuổi thần tiên, quên quên nhớ nhớ sợ phiền cháu con. 70 là tuổi trăng tròn, con tim loạn nhịp mạch còn vữa sơ. 70 là tuổi mộng mơ, đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh. 70 tiếng sét ái tình, mắt nhìn đắm đuối một mình thành hai. 70 như giọt sương mai, nâng niu đừng để phí hoài tuổi xuân. Tết đơn giản là Tết tự do, đời sống càng đơn giản càng tự do. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường ghen tị với nhiều người có thể giải quyết được các vấn đề nan giải một cách tốt nhất. Họ có khả năng biến cái phức tạp thành những thứ đơn giản nhất rất dễ dàng. Họ khiến người khác cảm giác như không có việc gì họ không thể làm được. Không có ngọn núi nào họ không thể vượt qua. Ngẫm lại thì thực ra họ đã sớm nhận ra triết lý cuộc sống tối giản. Thực tế trong cuộc sống nhiều điều không phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Chỉ cần bình tĩnh thì chúng ta sẽ sáng suốt nhìn nhận vấn đề được đơn giản hơn. Tết đến xuân về, chào đón một năm mới đến trong không khí hân hoan rộn ràng của thiên nhiên đất trời. Mỗi khi cận kề cái Tết, nhiều người lại cảm thấy áp lực vì những lo toan suy nghĩ. Đó là vì họ nghĩ nhiều nên mới như vậy. Tết giản đơn sẽ là Tết tự do. Đời sống càng giản đơn thì càng có nhiều tự do. Tết chỉ cần đơn giản thôi. Không phải ngẫu nhiên mà Tết lại vào mùa xuân. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào cũng có nét đẹp riêng của nó. Nhưng mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc. Mùa của sức sống mới. Vạn vật đất trời thay lớp áo mới lộng lẫy trẻ trung xinh đẹp hơn. Mùa xuân là mùa của niềm tin và hy vọng, tự do và đón nhận điều tốt lành. Thế nên đối với chúng ta, những người đã đi qua thời gian thì mùa xuân nào cũng là mới mẻ, cũng là mùa xuân đầu tiên. Nói đến đây những người U60, 70, 80 chắc chắn sẽ nhớ đến bài hát Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao, sáng tác năm 1976. Một bài ca của tình nhân ái. Xin quý vị dành chút thời gian nghe lại bài hát này. Nó rất hay và sâu lắng, thậm chí đến từng hơi thở của mùa xuân. Một buổi chiều tình cờ tôi nghe lại bài hát này, và nó đã làm thay đổi mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi đã nghe đi nghe lại hàng chục lần mà lần nào cũng thấy dường như ông mới vừa viết xong cách đây chưa lâu. Bởi sự trẻ trung mượt mà, dịu êm mà sâu lắng, từ giai điệu đến lời ca của nó. Thuở ấy, người chưa đủ chiêm nghiệm cuộc đời chắc chắn khó cảm nhận được hết ý niệm sâu xa, tính nhân văn trong mùa xuân đầu tiên. Và chúng ta của hơn 40 năm trước cũng chưa đủ chín chắn để cảm nhận trọn vẹn về mùa xuân của đời mình trong những năm tháng khó khăn thời bao cấp. Theo cái nhìn tuệ giác của nhà Phật, khi mùa xuân đến, ta có thêm một tuổi, có nghĩa là ta giảm bớt đi một năm tuổi. Đời sống của con người tạm quy định là 80 năm. Ví như hiện giờ ta sống được 60 tuổi, có nghĩa là ta giảm bớt đi 60 năm, chỉ còn lại 20 năm sau nữa thôi. Sáng nay nói thêm một tuổi, tôi bảo ngày này bớt một năm. Trong 60 năm mùa xuân đã qua, và 20 năm mùa xuân sắp tới và đang tới, những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm đều không vượt ra ngoài các mục đích chính nó, là đem đến lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả, thì chúng ta sẽ vui vẻ mà làm. Ngược lại, những gì chúng ta nói, nghĩ và làm không đem đến lợi ích thì chúng ta quyết định không làm. Đời người sinh diệt trong từng hơi thở. Chúng ta cố gắng sống tốt để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì vài mươi năm trước thì ta chưa có. Vài mươi năm sau có cũng hoàn không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn đọng lại tấm lòng mà thôi. Mùa xuân, mùa khởi đầu của một năm theo quy luật vần xoay của đất trời. Nhưng mùa xuân cũng là mùa của vạn sự khởi đầu nan.
chúng ta có thói quen gắn ghép những khó khăn trong cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền vào cái Tết, và cứ mãi than vãn phiền trách nó. Thế nhưng quý vị đâu có quản thúc được, Tết vẫn đến như một lời hẹn ước. Dù sống xa xứ hay đang ở quê hương, những người sống qua nhiều thế hệ như chúng ta không còn khái niệm Tết giàu hay Tết nghèo, ăn Tết lớn hay Tết nhỏ, Tết nay hay là Tết xưa nữa. Quỹ tiền của chúng ta chỉ có thế, nhiều hơn ta cũng chẳng thể ăn nhiều hơn, hưởng nhiều hơn, giàu nghèo không còn quan trọng nữa. Mọi cái Tết đều như nhau, giản đơn ấm cúng bên người thân là hạnh phúc nhất. Chúng ta không đón Tết mà đón sự tự do của cuộc đời. Tết giản đơn là Tết tự do. Đời người càng giản đơn càng tự do. Đó cũng là lúc người ta ngẫm nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa thực sự của ngày Tết. Tết vui không nằm ở mâm cao cỗ đầy, đầy ắp quả bánh phải không quý vị? Vượt qua chữ sướng đó là chữ nhàn, mang nhiều bệnh dị và thảnh thơi không vướng bận. Quý vị đã bao giờ thử suy nghĩ giản đơn và cảm nhận về một cái Tết an nhàn, một cái Tết tự do hay chưa? Đôi khi ta chỉ chăm chăm quần quật dọn dẹp những điều bên ngoài, mà quên mất lòng mình vẫn hoang mang về những tiểu tiết không đâu. Cuộc sống có lẽ cũng thế. Mỗi lựa chọn đều xuất phát từ mục đích của mỗi người. Nhưng suy cho cùng, được thanh lọc và tìm lại sự bình yên cho chính tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Giữa những guồng quay hối hả của cuộc sống, sau một chặng đường với nhiều bộn bề lo toan, dường như mọi người lại thường quên đi tầm quan trọng của việc đề cao sự đơn giản, mà chạy theo nhiều khát khao xa rời phù phiếm. Để rồi nhìn lại Tết không còn là một chặng nghỉ trong tâm hồn đúng nghĩa, mà lại trở thành một thước đo để đánh giá sự sung túc và của cải tràn trề. Quý vị ơi, suy nghĩ giản đơn và Tết đơn giản vẫn có thể mang đến những nụ cười rạng rỡ và những điều trọn vẹn nhất. Giản đơn để tự do trong tâm hồn, giản đơn để bớt đi chút cầu toàn, giản đơn để vượt qua sự phù phiếm. Ý nghĩa của Tết không nằm ở quyền lực và tiền bạc, không phải ở vật chất hay danh tiếng, mà nó xuất hiện trong tâm trí, để quý vị bình tĩnh đong đếm những thăng trầm của cuộc đời qua mỗi năm. Tết đâu chỉ là dịp để tân trang nhà cửa, tâm hồn ta mới là thứ cần phải tân trang bằng cách buông xuống những gánh nặng và tự do tận hưởng những phút giây thuộc về bản thân. Tết là lúc sạc lại nguồn năng lượng để tìm sức mạnh của chính mình, của cuộc đời, cùng tất cả những điều an ủi và gia tăng niềm hy vọng của chính ta về một khởi đầu mới hanh thông và hạnh phúc. Quãng thời gian ấy, quý vị có thể thỏa sức làm điều mình muốn như một thói quen hàng năm, và thói quen đó cho phép quý vị sống trọn vẹn với niềm tin và lý tưởng của mình. Và những gì quý vị làm khiến bản thân hạnh phúc nhất, đôi khi nó lại bắt nguồn từ hai chữ đơn giản. Khi mọi người vẫn cho rằng không có chuyện gì là đơn giản, thì đơn giản chính là điều khó khăn nhất để đạt được và cần phải học hỏi suốt đời. 20 năm đầu, đơn giản là một ý thức. 20 năm tiếp theo, đơn giản biến thành mong cầu. Để rồi 20 năm còn lại, đơn giản chính là một khát khao. Đơn giản là một lối sống tự do, tự nguyện. Lối sống đó cho phép ta từ bỏ mọi nuông chiều và kích thích để tìm kiếm sự bình yên. Và Tết chẳng phải là quãng thời gian vốn bình yên nhất của một năm hay sao? Hãy bỏ qua những lo toan phiền muộn thường ngày. Hãy tập trung vào những điều giá trị hơn và trang hoàng chúng thêm đẹp đẽ cho lối sống giản đơn của mình. Tạm dừng lại bằng cách cho mình vài phút thư giãn trên chiếc giường yêu thích. Xem một bộ phim hay lật dở quyển sách mua từ lâu chưa kịp đọc. Hoặc giản đơn hơn là ngồi nghỉ ngơi trước hiên nhà, thả bộ quanh sân, thư thái ngắm một cành hoa mai và hít thở khí trời trong những ngày xuân. Đó chính là cách ta được chiêm nghiệm lại bản thân, nhận ra những thứ đã vụt mất hay may mắn có được trong năm. Tập cho mình lối sống nhẹ nhàng và thảnh thơi, không có nghĩa là hời hợt và vô tâm với mọi thứ hiện hữu. Khi Tết còn giá trị, trong lòng quý vị vẫn có quyền khắc họa nó với mọi thứ mình muốn. Nhưng giản đơn còn là cách để tạm quên đi sự cầu toàn của bản thân, nhẹ gánh âu lo mà vui sống và quan tâm nhiều hơn đến sâu thẳm lòng mình và những người xung quanh. Càng đến Tết, quý vị lại càng mong được khẳng định bản thân vẫn ổn, để rồi thở phào nhẹ nhõm.
Phần lớn nỗi khổ trong cuộc sống xuất hiện là do sự xung đột và không nhất quán giữa mong muốn từ trái tim và thực tế. Việc từ bỏ sự hoàn hảo chính là cách để tránh làm tổn thương chính mình và những mối quan hệ. Trong bối cảnh hiện nay, Tết càng đơn giản, càng tự do, lại càng vui khỏe. Và sự đơn giản được sở hữu ngay từ chính tinh thần giản dị bên trong, là cách để ung dung tự tại và trở thành người đáng quý trọng trong cuộc sống. Tết là đôi khi gắn liền với phung phí và tiêu xài, bởi ai cũng cần cho phép bản thân được hưởng thụ sự sung túc đúng nghĩa. Nhưng quý vị nên nhớ rằng, trọng tâm của chặng nghỉ sau một năm là thức dậy với khát khao được sum vầy yêu thương. Đó mới chính là điều xa xỉ nhất mà quý vị nên chạy theo. Quý vị vẫn có quyền hưởng thụ Tết và làm những điều khiến bản thân cảm thấy an lạc. Tết đơn sơ hay đủ đầy là đều do cách nghĩ riêng của mỗi người. Đối với những người giản đơn, thì Tết vẫn có thể mang đến những điều trọn vẹn nhất. Tết là dịp cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau gói bánh chưng, cùng nhau đi tảo mộ, mua vài ba lạng hạt bí, dăm ba lát mứt gừng, cùng thêm cành đào thắm. Thế cũng là đủ cho một cái Tết đoàn viên. Hãy đơn giản hóa mọi lễ nghi cúng bái nặng nề, như việc chuẩn bị cho gia đình những mâm cỗ cầu kỳ, rồi lại cảm thấy mệt mỏi vì phải làm tất cả một mình. Thay vào đó là những món ăn đơn giản gọn nhẹ, mà vẫn đầy đủ nét truyền thống đặc trưng trong mâm cơm ngày Tết. Làm được như vậy, ngày Tết sẽ không trở thành nỗi ám ảnh của các bà các mẹ, khi phải vùi mình trong gian bếp dầu mỡ, tất bật xào nấu, rồi lại dọn dẹp không có thời gian nghỉ ngơi. Thay đổi cách suy nghĩ trong mỗi người về Tết chính là cách để quý vị tránh làm tổn thương mình và những mối quan hệ. Bởi Tết càng đơn giản thì càng vui khỏe. Hãy hưởng thụ việc được yêu thương chính mình, yêu gia đình, yêu những người thân thiết xung quanh trước tiên. Cho phép bản thân được tự do, được vui cười mà không có bất cứ lo toan mệt nhoài nào. Đó mới chính là cách hưởng thụ một mùa xuân tự do. Trong thực tế, nếu nhìn quá nhiều vào cuộc sống người khác, quý vị sẽ không bao giờ học được cách chấp nhận và biết đủ. Có những niềm vui và nỗi buồn, có những đủ đầy và thiếu hụt. Nhưng hãy coi trọng sự đơn giản. Khi cuộc sống đơn giản rồi, quý vị sẽ học được cách trải nghiệm mọi thứ ở một tầm cao hơn mà không phải ai cũng có thể làm được. Tuổi già ơi, trải qua những bộn bề và lo toan, có mất mát và có cả bài học, quý vị chợt nhận ra những điều đơn giản đời thường bỗng hóa thành quý giá lớn lao. Được về nhà sum họp bên gia đình đâu có dễ dàng, được ra ngoài hít thở không khí cũng là điều xa xỉ, hay mua một tấm áo mới cũng phải đắn đo. Trải qua những điều ấy, chúng ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống không nằm ở những điều to tát. Trái lại, càng thấy biết ơn vì mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn có cơ hội được sống cùng những điều bình dị nhỏ bé này. May mắn và hạnh phúc khi còn được đón cái Tết an lành, để rồi biết quý trọng hơn những gì đang có, biết gạt bỏ những giận hờn, sẵn sàng tha thứ khi còn cơ hội gặp nhau, biết nhẫn nhịn, biết nói lời yêu thương chân thành. Cái Tết đơn giản hơn, nhưng đó cũng là lúc người ta ngẫm nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời của mình. Nhất là những người đã lên hàng u lão, thường hay sống nhiều về hoài niệm như chúng ta. Tết vui không nằm ở mâm cao cỗ đầy ắp quà bánh. Tết nằm ở những giá trị tinh thần, gia đình cùng niềm vui đoàn viên và sum họp. Chỉ cần được sống, được khỏe mạnh, được trở về trong vòng tay yêu thương là niềm hạnh phúc lớn lao với rất nhiều người. Hơn thế nữa, lựa chọn ăn Tết giản đơn, không cầu kỳ, không xa hoa, không phải bởi khó khăn kinh tế, bất an cho tương lai, mà bởi muốn hướng tâm đến đồng bào ta, những cảnh đời còn nhiều gian truân khốn khó. Chúng ta sẽ cùng thống nhất năm nay đón một mùa xuân đơn giản và tự do, một mùa xuân tiết kiệm và yêu thương, nghĩa là mua sắm ít hơn, tiết giảm những chi phí không cần thiết, thăm hỏi nhau trong nghĩa tình. Ngày Tết cúng ông bà đơn giản, thắp nén nhang nguyện cầu cho người thân, cho con cháu và mọi loài chúng sinh được bình an vô sự. Mùa xuân tự do đang đến, mang một thông điệp vượt thời gian cho chúng ta, những người đã không còn trẻ nữa. Chúc quý vị năm mới mọi điều như ý.